tư quả cam và đặt ở đầu giường, bí mật vô cùng lợi hại được chuyên gia bật mí. Giáo sư Thường Trương Phú, Trường Đại học Đông y Dược Bắc Kinh Trung Quốc khuyến cáo rằng nếu đặt cam quýt trong phòng ngủ, mùi hương tươi mới, tinh dầu thơm từ vỏ cam quýt sẽ kích thích hệ thần kinh hưng phấn. Đặt vài quả cam ở đầu giường tốt cho sức khỏe, nhưng rất ít ai có thói quen này. Đây chính là kinh nghiệm của giáo sư Đông y, dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vì sao nên làm thế. Từ đó làm cho cơ thể được hít thở không khí tinh khiết thoáng mát, đồng thời làm sạch không khí ô nhiễm, làm trong lành tương đối với môi trường trong nhà. Trong các sách Đông y ghi chép lại, cam quýt có mùi hương thơm đặc trưng, ở một mức độ nào đó có thể làm giảm các mùi hôi bẩn khác trong phòng ngủ, dưỡng sinh, an thần. Giáo sư Phú chỉ ra rằng, từ quan điểm của Đông y có thể thấy, cam có màu sắc nổi bật, hương thơm đặc trưng, có thể đánh bay mùi ẩm ướt trong phòng, đồng thời đánh thức các giác quan như thức tỉnh tỳ vị, hút mùi hôi, làm đầu óc tỉnh táo và xoa dịu thần kinh, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Ngoài ra, khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hệ tiêu hóa bị căng đầy, không muốn ăn uống, hãy thử ngửi mùi hương cam tỏa ra trong phòng ngủ, sẽ giảm bớt các triệu chứng khó ngủ. Mùi tinh dầu thơm của vỏ cam toát ra một cách dịu nhẹ, đôi khi còn không ngửi thấy cũng giống như một liều thuốc an thần, để cam quýt gần trên giường, rất có lợi cho giấc ngủ. Mùi vị và màu sắc của vỏ cam tạo sự hưng phấn, vui vẻ, dễ ngủ. Những màu sắc cam quýt dịu nhẹ biến đổi từ vỏ cam xanh lục và chín vàng cho mọi người một cảm giác ấm áp, vui vẻ. Do đó, giáo sư Phú cho rằng để một trái cam trong nhà luôn là món đồ nội thất thông minh. Ngoài cam, có rất nhiều trái cây khác với một mùi thơm đặc biệt, chẳng hạn như táo, chuối, cũng có những tác dụng vô cùng hữu ích đối với sức khỏe khi đặt chúng trong phòng ngủ. Nếu bạn không thích ngửi mùi nước hoa trong phòng ngủ, cũng không cắm hoa trong phòng, thì lựa chọn trái cây để trong phòng ngủ là một giải pháp tuyệt vời. Những mùi hương thơm của hoa quả sẽ giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ tốt, ngủ ngon, và từ đó có thể thấy ngủ đủ giấc chính là khởi nguồn đảm bảo bạn sẽ có một ngày mới khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng sau khi thức dậy. Theo giáo sư Phú, thay vì những món đồ nội thất khô cứng chỉ để trang trí, một đĩa nhỏ hoa quả có mùi thơm để trên đầu giường phòng ngủ chính là liệu pháp dưỡng sinh, vừa đơn giản, rẻ tiền, dễ làm và tác dụng vô cùng lợi hại. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thuốc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.